Đây là một giống loài zombie cực kỳ hung tợn và khát máu. Tập tính của chúng là sống theo bầy đàn. Hơn nữa, bọn chúng còn có khả năng tư duy. Điều này làm cho chúng trở nên vô cùng là nguy hiểm. Tuy nhiên, đám zombie này lại có điểm yếu là rất sợ nhìn vào gương, bởi vì hình dạng kinh tởm của bản thân. Điểm yếu thứ hai là khi bọn này bị giam cầm trong một không gian nhỏ hẹp, chúng sẽ phát điên không còn nhận ra đồng loại nữa mà tự ăn thịt lẫn nhau. Ngày hôm nọ có hai người nhân viên chuyển phát nhanh. Bọn họ tìm đến địa chỉ một căn nhà để giao thùng gỗ này. Tuy nhiên ông chủ nhà do đền không hề đặt bất cứ món hàng nào từ trên mạng cả. Có thể đây là sự nhầm lẫn. Thế nhưng người nhân viên vẫn muốn ông do đền nhận lấy thùng hàng, bởi vì người gửi đã thanh toán tiền đầy đủ. Nếu vậy thì tôi sẽ nhận. Sau đó ông do đền tò mò cậy thùng gỗ ra xem, thì ra là một chiếc tivi đời cũ. Thằng ngốc nào mà gửi cho mình thế nhỉ? Trước giờ mình có xem TV đâu. Khuya hôm đó bỗng dưng TV bật lên cảnh một đám zombie đang lang thang. Mặc dù là vách cắm vẫn chưa được ghim điện, ông giờ đành thì vẫn đang ngủ chưa biết chuyện gì. Đột nhiên có những tia điện bắn lên, sau đó bọn zombie chui ra từ trong màn hình TV. Má ơi, sao mà ghê vậy? Ngày hôm sau, hai người nhân viên nhận ra mình đã gieo nhầm địa chỉ, cho nên họ quay lại nhà ông Dô Đền. Thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Vài tháng sau, đôi vợ chồng này mua lại căn nhà của ông Dô Đền. Họ để cho cô gái tên là Bờ Le và người em trai là Chép Phì định cư ở đây. Hai chị em họ từ nơi khác chuyển đến, cho nên không biết quá khứ của căn nhà này. Ngày hôm nọ có một cô gái hàng xóm tên là Epro. Cô dẫn theo chú chó sang nhà làm quen với Chép Phì. Trong lúc hai người mải mê lồ nói chuyện, chú chó thừa cơ hội này lẻn ra ngoài. Ngay khi phát hiện chú chó mất tích thì Epro và Chép Phì lo lắng. Cả hai lập tức cùng nhau chạy đi tìm. Thật không may là chú chó vô tình đã gặp phải một tên zombie khát máu. Sau một hồi tìm kiếm vô cùng là vất vả, cả hai đã nhìn thấy chú chó. Tuy nhiên nó đã chết. Epro buồn bã mang xác chú chó đem về nhà. Cả hai vẫn không biết nguyên nhân tại sao chú chó lại chết. Thằng zombie thì đứng từ xa quan sát tình hình để tìm cơ hội mà săn mồi. Sáng hôm nọ có một người đàn ông tên là Daniel tìm đến nhà Chép Phì. Ông ta chính là chủ nhân của thùng gỗ ngày hôm đó. Mục đích ban đầu của ông Daniel là muốn gửi chiếc TV cho viện nghiên cứu khoa học quyền bí. Thế nhưng nhân viên chuyển phát nhanh lại giao nhầm địa chỉ cho ông Dô Đành, cho nên bây giờ Daniel muốn lấy lại chiếc TV. Tuy nhiên Chép Phì vừa mới chuyển đến đây nên không biết chuyện này. Daniel mới nói rằng chiếc TV đó rất là nguy hiểm. Nếu không tìm thấy nó thì sẽ có nhiều người bị sát hại. Chép Phì nhận thấy điều này thật là dớ dẫn. Anh không tin Daniel mà đóng sầm cửa lại. Tối hôm đó bỗng dừng chiếc TV bật lên chương trình một cô gái kêu gọi anh chàng Chép Phì đi lên gác máy. Đang lúc buồn bã không có gì để giải trí, Chép Phì ghim điện vào rồi bật TV lên xem. Nó lại hiện lên chương trình của cô gái. Chép Phì vừa quay mặt lại thì cô gái đã ra khỏi chiếc TV. Chàng trai sửng sốt khi cô gái thoát y ngay trước mặt mình. Thế nhưng ngay sau đó cô ta lại vào trong TV, làm cho Chép Phì cảm thấy thật là mất hứng. Tưởng rằng sẽ được hưởng lạc rồi chứ. Bất ngờ có một người đàn ông xông vào nhà cất cổ cô gái. Chép Phì không hiểu vì sao ông ta lại làm vậy. Hóa ra cô gái là một zombie đội lớp da người. Sau chuyện này ông chú mới cảnh báo Chép Phì hãy cẩn thận, đừng để những sinh vật trong TV thoát ra ngoài. Phương pháp hữu hiệu nhất là lấy một tấm gương che màn hình TV lại. Chép Phì hốt hoảng chạy xuống tầng hầm làm theo lời ông chú. Bất ngờ có một cánh tay thò ra túm lấy Chép Phì. Cậu thanh niên bèn lấy cây búa chặt đứt cái bàn tay zombie, sau đó nhanh chóng dán tấm gương che màn hình TV lại. Mặc dù vừa mới trải qua một chuyện kinh khủng, thế nhưng Chép Phì vẫn không nói cho người chị biết gì cả. Ngày hôm sau bọn zombie tiến vào thị trấn, sau đó chúng lẻn vào từng nhà rồi bất ngờ xuất hiện, giết chết những người dân ở đây. Cha mẹ của Epro lúc này vẫn chưa hay biết chuyện gì. Ngay khi vừa đi xuống thì bị tên zombie túm cổ. Người mẹ bèn lấy chiếc bàn ủi cắm lên đầu thằng zombie. Tuy nhiên hắn ta vẫn không buông tay. Chiều hôm đó Epro trở về mới phát hiện cha mẹ của mình đã chết.
Chám Phi biết chuyện lập tức chạy qua đưa ép rô về nhà cho an toàn. Lúc này Đình Nhờ lại tìm đến đây. Ông ta nói rằng hung thủ sát hại những người dân chính là bọn Diêm Bị. Chúng thoát ra từ chiếc thi dị. Chuyện này có vẻ thật hoang đường cho nên Bờ Le không tin. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì có một tên Diêm Bị đang tiến vào căn nhà. Vừa nhìn thấy hắn, ép rô kinh hãi mà ngất xỉu. Tên Diêm Bị liền bồng cô gái đi ra ngoài. Bờ Le vô tình nhìn thấy tận mắt. Giờ thì cả hai đã tin lời ông Điện Nhộ. Để tránh bọn Diêm Bị sẽ tấn công lần nữa, trước tiên cần phải trang bị những chiếc gương để phòng thủ. Đây là chuyện quan đường cho nên cũng không thể báo cho cảnh sát, bởi vì họ sẽ không tin và cho rằng chúng ta bị điện. Nguyên do bọn Diêm Bị cầm gán người sống là vì họ khác biệt. Nếu như một người không tỏ ra sợ hãi thì có thể bọn Diêm Bị sẽ đối xử như là đồng loại của chúng. Để chấm dứt chuyện này, Điện Nhộ và Chép Phi quyết định sẽ tiêu diệt bọn Diêm Bị, tránh để chúng tiếp tục gây hại cho con người. Sau khi trang bị sẵn vũ khí, Chép Phi và Đình Nhiều bắt đầu đi săn bọn Diêm Bị ngay lúc ban ngày. Thời gian này tầm nhìn sẽ mau quá, dễ dàng mà hành động. Sau một lúc tìm kiếm, cả hai đã phát hiện được một tên. Chép Phi lập tức lấy cây cung bắn về phía thằng Diêm Bị làm cho hắn ngã xuống. Sau đó Đình Nhiều lấy ra chiếc cưa mãi cắn tên Diêm Bị ra làm đôi. Như thế này có thể sẽ giết được hắn. Sau đó cả hai tiếp tục săn lùng những tên zombie còn lại. Một lúc sau họ nhìn thấy một căn nhà hoang, bên trong là thi thể của ép rộ. Nơi này chắc chắn là căn cứ của bọn zombie. Thế là cả hai quyết định cài sẵn một cái bẫy để phục kích đám zombie. Tuy nhiên cần phải có một người làm con mồi. Nhiệm vụ thiêng liêng này giao cho anh chàng Chép Phi. Để an toàn, cậu ta cầm trong tay chiếc cưa máy. Đình Nhiều thì phục kích từ căn nhà. Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng bọn zombie cũng xuất hiện. Tất cả cùng nhau bù lấy anh chàng Chép Phi cố gắng ăn thịt con mồi. Bọn zombie này rất là khôn lạnh, chúng còn biết dùng cây để mà khèo nữa chứ. Má ơi! Đèn Nhiều thấy vậy bèn lấy cây cung bắn tới đám zombie, lần lượt hạ gục từng tên một. Không may Chép Phi đánh rơi chiếc cưa máy vào tay mụ thiên mã. Tình huống nguy hiểm, Đình Nhô bèn chiếu tấm gượng xua đuổi mụ thiên mã đi. Sau đó cả hai cầm vũ khí đuổi theo con diêm bị. Đi được một đoạn họ phát hiện chiếc cưa máy. Bất ngờ mụ thiên mã xuất hiện từ phía sau đâm chết ông Đình Nhô. Mã ơi, đây là chiêu dương đông kích tay mà gây thiệt. Chép Phi kinh hãi chạy vào trong căn nhà, mụ thiên ma cũng ở ngay phía sau. Lúc này những tên zombie ở bên ngoài đã tỉnh lại. Chép Phi định liều mạng cầm dao chiến đấu với mụ thiên ma. Thế là kẻ thì bay đầu, người thì thủng cả ngực. Ngay sau đó đám zombie tiến về nhà Bờ Le. Thế nhưng khi nhìn thấy hình phản chiếu trong gương, bọn zombie hoảng sợ không dám vào. Lành trí chúng liền dùng khúc cây để khiều tấm gương xuống. Bà Lè thấy vậy thì vô cùng kinh hãi. Tình huống ngàn cân treo sợi lông chim. Cô không biết phải làm sao, chạy cũng không được mà chiến đấu với zombie cũng không thể. Bỗng nhiên bà Lè nhớ lại lời của Đền Nhiều đã từng nói rằng nếu như bản thân không tỏ ra sợ hãi, có thể zombie sẽ xem mình là đồng loại. Thế là Bờ Lè lấy hết can đảm mở cửa ra, miệng tươi cười mời đám zombie vào nhà. Không ngờ vậy mà có hiệu quả. Bọn zombie xem cô gái như là bản mệnh. Chúng rất muốn tổ chức một buổi tiệc khiêu vũ, hơn nữa còn muốn gỡ gẫm sờ soạn Bờ Lè nữa chứ. Thấy vậy cô gái liền dẫn dụ bọn zombie đi xuống tầng hầm. Nơi này rất thích hợp để ca hát và nhảy múa. Ngày sau đó Bờ Lè nhanh chân chạy lên trên đóng cửa lại. Không gian tầng hầm ngột ngạt làm cho bọn zombie nổi lên cơn điện. Chúng tự tàn sát và ăn thịt lẫn nhau. Sau chuyện này Bờ Lè đã bị khủng hoảng tinh thần. Cha mẹ cô thì vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ còn mang đến chiếc tivi cho cô giải trí nữa chứ. Má ơi! Bộ phim đến đây là hết rồi. Nhớ like và subscribe nhé anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Tạm biệt anh em.